Chào. Rồi. Đứng. Rồi, đứng. Rồi. Lên, 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 lên. Rồi, rồi, lên. Con xuống. Gia đình ngày xưa nó không có điều kiện, mình phải đi vào đây mình đi làm thuê, từ mình phục vụ rồi phụ bếp cho nhà hàng. Lúc mình làm được từ năm 2001 đến mình 2007 là mình đã làm đầu bếp. Trong lúc đang làm đầu bếp cho một nhà hàng lớn thì ông chủ ông ấy có mua những cặp chó về để nuôi, thì nó đã phối giống nó chở sẵn rồi. Mình cũng mua về, nhưng lúc đó thì thực ra mình gọi đi làm thuê thì cũng lấy đâu tiền mặt để mình mua. Mình phải đợi đến tháng mình trừ vào tiền lương. Mình về nuôi được có 20 ngày là nó đẻ rồi. 2 tháng sau mình đã xuất hết, là mình đã thấy là một đàn chó, gọi là mình cũng chưa biết cái giá trị mà mình đã bán được tới hai mấy triệu. Thế là ngay lúc đấy mình với nghĩ ra là đồng lương mình nó bằng tới 3-4 tháng lương của mình với cái thời điểm đấy. Mình với sinh nghĩ là mình sẽ nuôi lấy 5 hoặc 10 hoặc tới 20 con chó cái để mình sinh sản. Nhưng mà thực tế thì ngay bước đầu nó gặp cái khó khăn là tại vì nó mình chưa có kinh nghiệm, tại vì trên xã hội cũng chưa ai nuôi chó để bán với kinh doanh nhiều vào cái thời điểm đấy. Trong lúc nuôi thì nó lại mình thấy nó rất là tình cảm, con chó nó tình cảm với mình. Thế rồi nó lại khôn, rồi nó lại có những cái màu lông rất là đặc biệt. Thế rồi nó lại mang lại kinh tế. Từ đó mình với lại gắn bó, mình với từ con chó mình với có cơ hội mình với mua nhà trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mua đất, mình cứ có tiền đến đâu thì mình lại mua nhà rồi xây trang trại đến đấy. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại Hoàng Oanh đang có mặt tại một trường mầm non vô cùng đặc biệt. Và đây là gần 20 em học sinh của trường, rất là đáng yêu đúng không ạ? Và đây chỉ là một phần nhỏ của trang trại Hoàng Hà Quý Khuyển. Còn bây giờ Hoàng Oanh sẽ nhường lại vị trí này để xem anh Quý chăm sóc những em học sinh này như thế nào nhé. Chó lớn thì mình có thể trên dưới 100 con. Còn chó con thì mình cũng có khoảng hơn 100 con chó con, tại vì lúc nào cũng có khoảng hơn chục bầy. Thì nó khoảng 200 mấy chó, tùy theo từng cái thời điểm mà sinh sản nhiều. Tức là mình đã nuôi tới dòng chó Ngao Tây Tạng, hoặc như chó nhỏ nhỏ mình nuôi một số giống chó cảnh, hoặc là Malinois mình cũng nuôi thử một con, hai con rồi. Nhưng mà tất cả nó đều, tức là nó những giống chó đấy nó khó hơn rất là nhiều. Còn giống chó này là mình đã nhấn mạnh là cứ ai nuôi được, đã từng nuôi chó là nuôi được chó Phú Quốc. Hiện tại trang trại của anh Quý có hơn 700m2 đất, được thiết kế đặc biệt để tiết kiệm diện tích và không gây ô nhiễm môi trường. Theo người đàn ông này, nếu một chú chó bình thường nuôi để giữ nhà, giá bán từ 1 đến 3 triệu đồng một con. Còn những chú chó vóc dáng đẹp, nuôi vút cần câu thì có giá trên chục triệu, thậm chí là vài chục triệu đồng. Trung bình một năm mang lại thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng. Anh tâm sự bản thân đã có tình cảm đặc biệt với giống chó này, hàng ngày đều dành hết thời gian chăm sóc, chơi cùng và huấn luyện các chú chó trong trang trại. Anh không xem đó là công việc mà là một thú vui, một niềm đam mê đặc biệt. Để mình huấn luyện, để bán cho khách hàng hoặc là những người yêu cầu đặc biệt thì có những con chó thì nó làm được cái nhiệm vụ như là đứng, ngồi, nằm, bò, chòi rồi săn bắt. Đấy, yêu cầu săn bắt rồi tung lượm nhặt đồ đi tìm đồ vật. Rồi có những khách hàng thì yêu cầu là chống ăn bả, tức là không ăn đồ ăn của người lạ. Rồi có những người thì yêu cầu để tập xích rồi đi xe máy, thậm chí có người để con chó kéo xe hoặc mang những cái đồ vật. Đấy là những cái yêu cầu mà con chó, đấy là theo của từng cái quan điểm của khách hàng. Ngoài kinh doanh chó Phú Quốc, anh Quý cùng những chú chó của mình còn tham gia rất nhiều hoạt động như đem chó Phú Quốc ra Trường Sa, góp chút tấm lòng cho Tổ quốc, hay tham gia các cuộc thi chó đẹp, chó quý và ấm về hàng loạt giải thưởng. Vẫn vẻ mộc mạc chất phác của chàng phụ bếp năm nào, nhưng giờ anh Quý đã là một triệu phú nhờ công cuộc khởi nghiệp độc đáo của mình. Câu chuyện đặc biệt này một lần nữa cho thấy chỉ cần tin vào bản thân, có đam mê và phấn đấu, các bạn trẻ hoàn toàn có thể thành công với lựa chọn khởi nghiệp của mình. Trước đó vào ngày 13 tháng 7, ông Sùng Chữ Dính ở bản Háng Mười Lư, xã Xá Tổng, huyện Mường Trà điều khiển thuyền chở người đi chợ Nằm Cảng thuộc thị xã Mường Lây, Điện Biên. Thuyền của ông Dính làm bằng gỗ tự chế có gắn động cơ, thuyền dài 6 mét, trọng tải 600 kg, công suất máy 9 CV. Phương tiện này không có đăng ký đăng kiểm. Khi trở về, trên thuyền có khoảng 10 người, 2 xe mô tô và 40 kg gạo. Khi thuyền đi đến địa phận bản Phiên Bang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu thì xảy ra tai nạn lật thuyền.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã huy động các phương tiện tuần tra đường thủy và hàng chục phương tiện thủy nội địa của người dân địa phương để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đội cảnh sát giao thông đường thủy của phòng giao thông công an tỉnh Điện Biên đã liên tục thường xuyên công tác tìm kiếm cùng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu luôn luôn nắm được tình hình rõ tình hình xảy ra tại địa bàn. Trong quá trình đó thì túc trực 24/24. Sử dụng tất cả các trang thiết bị như thuyền, súng máy và các công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác tìm kiếm. Trong 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, không kể ngày đêm, chiều 17 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách vị trí bị nạn khoảng 200m, được xác định là cháu Sùng Thị Dìa, sinh năm 2007, là con gái của anh Sùng Chừ Dính. Các nạn nhân còn lại là anh Hờ A Dơ, sinh năm 1985, và anh Hờ A Chóa, sinh năm 1996, đều có hộ khẩu thường trú tại bản Sà Phìn 2, xã Xá Tổng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy cho các cơ quan chức năng liên quan và người dân địa phương. Nạn nhân được xác định là em Đỗ Thị Nhanh, 15 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Theo chị Đỗ Thị Đông, là mẹ của em Nhanh cho biết, hai mẹ con cùng nhau ra vuông giăng lưới bắt cá. Do trời mưa lớn nên em Nhanh bơi xuồng về nhà khoảng 500m để lấy áo mưa. Trên đường về thì xuồng bị lật. Do không biết bơi nên em đã bị đuối nước tử vong. Khoảng một tiếng sau chị Đông đi tìm thì mới phát hiện thấy xác của con. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện U Minh cùng các ngành có liên quan của huyện cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ nguồn kinh phí, chia sẻ những mất mát đối với gia đình. Theo người nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu, gần đây mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, bán thâm canh đang bị thu hẹp lại diện tích bởi với giá tôm hiện tại, người nuôi không có được lãi cao. Hiện giá tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu giảm trung bình từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một ký so với 3 tháng trước đó. Cụ thể, tôm thẻ loại 100 con một ký có giá 72.000 đồng, loại 70 con có giá 92.000 đồng một ký, tôm sú loại 40 con có giá 140.000 đồng một ký, loại 30 con có giá 170.000 đồng một ký. Trên địa bàn còn khoảng 8.000 hecta nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, bán thâm canh đã cải tạo xong nhưng chưa thả nuôi. Qua ghi nhận, hiện có khoảng 50% diện tích nuôi tôm theo mô hình trên đang treo ao hoặc chuyển sang nuôi tôm sú. Trong khi giá tôm nguyên liệu giảm mạnh, nhưng giá vật tư, thức ăn, thuốc thủy sản lại không giảm. Chi phí đầu tư nuôi 1 tấn tôm thẻ lên đến 65 triệu đồng. Nhằm ổn định sản xuất cho nghề nuôi tôm, tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người nuôi tôm hết sức bình tĩnh, hạn chế sản xuất chạy theo phong trào và có kế hoạch sản xuất phù hợp, chọn thời điểm nuôi hợp lý đón đầu thị trường. Hôm qua ngày 18 tháng 7, cảnh sát môi trường phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 65B175495 vận chuyển thực phẩm đông lạnh đi tiêu thụ nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra cơ sở Hồng Thấm tại địa chỉ số 280A, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phát hiện tại kho đông lạnh của cơ sở này chứa nhiều loại thực phẩm tươi sống và đông lạnh gồm trâu bò, heo, gà, dê, mực, cá. Trong đó có 729 kg đầu gà đông lạnh hết hàng sử dụng, 612 kg thịt dê, chim, chân gà, mực, không rõ nguồn gốc xuất xứ, còn lại hơn 29.500 kg trâu, bò, heo, gà, cá do nước ngoài sản xuất, có tem nhãn đơn vị nhập khẩu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số thực phẩm tươi sống và đông lạnh trên. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường thành phố làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 7, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ hung thủ sát hại cha ruột rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác tày trời của mình. Hung thủ gây án là Hồ Văn Nhật, 12 tuổi, ở tổ 3, thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà. Đối tượng đã nghỉ học sớm và thường xuyên trộm cắp tài sản của gia đình để đem bán lấy tiền uống rượu. Vì tức giận cha mình là ông Hồ Văn Tiến hay La Rầy, nên vào tối ngày 17 tháng 7, Nhật thừa lúc ông Tiến bệnh đang nằm trên giường đã dùng dao đâm vào cổ khiến cha tử vong rồi dựng nên hiện trường giả là ông Nhật tự tử. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Trà phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng. Đã từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở ấp Tân Biên, xã Vĩnh Lợi, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng vô cùng bức xúc khi sống trong cảnh bị cô lập vì vẫn chưa có đường lộ. Điều đáng nói là ở các ấp lân cận, lộ giao thông nông thôn đã được làm tươm tất, nhưng chỉ mỗi riêng đoạn đường dài khoảng 1 km thuộc ấp Tân Biên này là vẫn còn nằm yên đắp chiếu chờ được khoác áo nhựa. Tôi trong ấp Tân Biên này, xung quanh là người ta có lộ hết trơn, mà còn cái khúc đường của tôi đó, từ ngã ba lại nhà tôi cỡ khoảng cây số, mà không có lộ trình lầy đi, mỗi con cháu tôi nó đi dạy học, đi học mà không có lộ đi.
mỗi lần đi là khó khăn quá. Nhưng mà nhà nước nó trong năm 2017 làm trước Tết rồi trong mừng quá mà tới qua Tết thì không thấy làm. Cứ mỗi mùa mưa đến, việc đi lại trên đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bà con, đặc biệt là các em học sinh. Mưa bão đã làm đường đất trở nên lầy lội, trơn trượt, nội bộ còn khó khăn, huống chi là đi xe máy, xe đạp. Trường hợp vào ban đêm, nếu như có người mắc bệnh muốn chuyển đến bệnh viện thì còn khó khăn trở ngại hơn gấp nhiều lần. Vào mùa nắng thì xe chạy được tới nhà, còn mà vào mùa mưa thì đường sình lầy lội, rồi con em đi học khó khăn, trời mưa phải lội đi ra ngoài, quần áo sình không. Trong lúc trông chờ đường lộ mới, một hộ dân ở ấp đã cất thêm mái che cạnh nhà để cho bà con gửi xe miễn phí, vì đường sình lầy, xe không thể vào được nhà. Trước tình trạng trên, mong rằng chính quyền địa phương nơi đây sẽ sớm có những biện pháp khắc phục để người dân đi lại được dễ dàng hơn.